Xin chào quý chị và các bạn. Bây giờ vẫn là Phước Sửu đây ạ. Ngày hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một siêu phẩm tại dự án Saigai Nhà Bè. Nói đến dự án Saigai Nhà Bè là một dự án cực kỳ lớn của tập đoàn CF, 350 hecta tọa lạc tại cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Và một siêu phẩm ngày hôm nay Phước Sửu cùng với quý chị tham khảo đó là một sản phẩm biệt thự đơn lập với một cái cách thiết kế cực kỳ sang trọng về ba một cái vị trí đắc địa gần công viên phía sau nhà. Thì bây giờ cùng với Phước Sửu khám phá về thiết kế nội thất của căn nhà biệt thự được thiết kế với những đường nét tinh tế sang trọng, mặt tiền rộng và cửa kính lớn giúp cho căn nhà trở nên ngập tràn ánh sáng nha. Một điều đặc biệt của cái căn nhà này là nội thất bên trong sẽ được bàn giao thô, để quý chị có thể tha hồ lựa chọn những cái thiết bị nội thất để decor cho căn hộ của mình, căn nhà của mình trở nên lung linh và huyền ảo hơn. Với một cái thiết kế không gian nội thất theo phong cách sở thích riêng của mình thì sẽ tự do thiết kế nè. Gia chủ có thể là tự do chọn vật liệu xây dựng như Phương Sửu đã nói, màu sắc, phong cách nội thất thì mình sẽ lựa chọn theo yêu thích và tiết kiệm được khá nhiều chi phí, có thể bằng cách lựa chọn những cái nhiên liệu và vật liệu phù hợp, tối ưu không gian để cho mình có thể là tận dụng đúng nhu cầu sở thích của mình. Và không gian của tầng trệt của cái biệt thự này thì là một phòng khách được thiết kế cực kỳ thoáng nha. Ở đây là thiết kế thông tầng, mở rộng không gian làm cho căn nhà trở nên rộng rãi và sang trọng hơn, có khu vực gara để xe hơi trong nhà. Và đặc biệt của cái căn biệt thự 300m² này, như quý anh chị nhìn thấy thì không gian sân vườn xung quanh khá rộng rãi. Và ngoài ra những cái tiện nghi của biệt thự thì là cư dân của khu Saigai Nhà Bè thì quý anh chị có thể thừa hưởng những tiện ích xung quanh cực kỳ đẳng cấp, như trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí và có đến 3 clubhouse như quý anh chị. 3 clubhouse này thì quý anh chị có thể là hồ bơi nè, phòng tập gym, karaoke, bia, bóng bàn, đi lắc. Những sản phẩm này thì mang đến cho quý chị một cái trải nghiệm cực kỳ lý tưởng khi mà mình hòa nhập vào một không gian resort 5 sao tại Saigai Nhà Bè. Đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh của Phước Sửu để cho Phước Sửu cho ra những video mới nhất về dự án hàng đầu tại khu vực khu Nam này nhé. Cảm ơn quý chị và các bạn đã xem qua kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.